chuyển quá chuyển luân, thăng hoa tới cõi mỹ chân thiện hoài. Mỗi ngày tiến tới tương lai, từ đêm tối tới ban mai không ngừng. Chiều đời bất tuyệt không ngừng, có hoa tươi rói chất từng xe quay. Đời phi nhân loại hôm nay chỉ là hạt bụi của ngày mai sao. Loài người loài vật giống nhau, cùng chung bản thể nhiệm màu hoa tâm. Nhưng trong nhất thể đàn đồng vẫn mang nét tiểu dị trong hành trình. Loài người thì có văn minh, tỏa từ văn hóa nhân sinh tuyệt vời. Loài vật chỉ có nụ cười, chỉ có suối lệ biển khơi nồng nàn. Từ văn hóa của nhân gian dựng nên văn hiến những ngàn ngàn, chờ chuyến vẹn trăng rằm để cho thơ có mặt trăng mặt trời. Vậy văn hóa ấy con người, vậy văn minh ấy mặt trời nhân. Vậy văn hiến lấy công trình thi thư lễ nhạc dựng kinh điển chàng, ngoài tính nhân bản rõ ràng văn hóa còn tính không gian rảnh tùy theo mỗi chốn mỗi nơi, mỗi quê hương mỗi đất trời non sông, mà văn hóa dựng kỳ công với những nét đặc thù không tiệp màu, chẳng hề lẫn lộn vàng thao để cho trái đất muôn màu đẹp tươi. Ngài tính không gian tuyệt vời, văn hóa còn đậm tính thời gian kia. Vì trong văn hóa diệu kỳ luôn có những bước chân đi tới hoài. Như dòng sông tới tương lai, tạo nên nét đặc thù loài người ta. Khác muôn sinh vật gần xa, xưa nay chẳng đổi thay qua một lần. Những con chim hót điệu thần, từ ngàn xưa dần mỗi dần điệu thôi. Loài người từ thuở thôi nôi, đến nay đã đổi bao mươi dòng đàn, tạo nên bao vẻ huy hoàng trong bao sinh hoạt nhân gian công trình. Này thơ này nhạc xinh xinh, những phi vật thể tâm linh tuyệt vời.
này lầu này các quý người, những kỳ công giờ thể người trăm sao. Trăm muôn biểu tượng dội vào, hiện thân văn hoa thanh cao tính người. Tinh kia bản chuyện đời đời, phát huy muôn vẻ giữa thời không gian. Đặc thù dân bản vẻ vang, dương lên sinh bản lại càng vô song. Đẹp sao văn hoa đại đồng, những giọt lệ cùng mặn, những giọt máu cùng hồng ai ơi. Việt Nam văn hoa con người, từng thời từng buổi từng nơi thương mình. Ngọt ngào lời tám tự kinh, người chứng xưa tính đại đồng, con người cùng một tổ tông nhất bào. Như nguồn suối từ trời cao, bản thân vốn sạch như sao trên trời. Chẳng qua tập nhịp thói đời, tính tương cần tập thời tương diễn mà. Một niềm tin rất sâu xa, nơi con người thật trong ta. Mỗi người chính là đặc điểm tuyệt vời của văn hóa sinh hoạt nơi Việt thường. Nét ưu việt rất phi thường của nền văn hóa Nam phương, chính là một văn hóa ẩn tinh hoa, văn hóa nội liễm sâu xa âm thầm. Văn hóa nội lẫn vào tâm, ứng thân bằng hai độ cần. Nam thực hiện nghĩa tình thánh hiền, ấy là văn hóa uyên nguyên, thể hiện bằng chính con tim và bằng nếp sinh hoạt đẹp dần trăng. Anh Nga xuân hạ gương hằng thu đông, người ta lấp biển đào sông, người ta đắp những tượng đồng thật to. Thằng bơm có cái quạt mo, chín trâu không đổi, mười bò không cao. Một năm xôi quá ngọt ngào, vợ tròn chi tốt tự hào vô vi. Làm chi cũng chẳng làm chi, dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao. Bằng niềm tín ngưỡng thanh cao, hướng về nhất thể ngọt ngào sắc không. Vào chơi trong cõi mênh mông, nhẹ xem như sợi lông hồng cái ta.
sông giữa cái Dung Hòa, bên là Thái Lình, bên là Hồng Lâu. Nặng ơi chính chữ Cù Lao, công cha nghĩa mẹ tiếp bao biển trời. Ai sinh ta được làm người, biển đông khuya sớm đầy dơi ngon chiều. Thương con tình mẹ bao nhiêu, thương con dạy một chữ yêu lòng lòng. Nguồn đâu cho nước mênh mông, cội đâu cho cánh hoa hồng nở ra. Trăm nghìn thao thức vì ta, trăm nghìn trao trục như là biển đông. Bây giờ đứng giữa non sông, có đây sao lại dám không cho đành. Non cao ơi chữ hiếu tình, biển sâu ơi chữ trung trình. Nước nhà trăm năm trong cõi người ta, chữ trung chữ hiếu ấy là đạo nhân. Và văn hóa diệt tự thân, chính là nếp sống tinh thần hiếu trung. Người đời muôn sự của chúng hơn nhau một tiếng anh hùng nhớ chăng. Câu ca dao đã nói rằng, và anh hùng kẻ sống bằng tay tâm. Tay tâm trí dũng, tay tâm từ bi thể hiện, tay tâm thiện. Dẫu không đình đám qua thương, không những vật thể biểu dương lời người, những văn hóa diệt ngàn đời vẫn long lanh một nụ cười hoa sen. Trong đậm gì đẹp bằng sông, la xanh bông trắng lại trên nhuyễn vàng. Nhuyễn vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà trắng hôi tanh mùi bùng. Dù cho trải giả gông cùm, trải trăm thử thách, trải muôn đọa đài. Dù cho trải mây đắng cay, Việt Nam vẫn giữ lòng này sạch trong. Như lời kinh Phật dở lòng, như lời thánh không tỏ trong đạo thường. Như lời kinh lão biểu dương, Việt Nam văn hóa thiên lương tự là. Dù không thừa điệu cầm ca, dù không giữ những tháp ngà văn chương, dù chưa lập thuyết lập ngôn, dù nghèo lăn tầm miếu đường huy nghi, dù khoa học chưa quang huy, dù kinh tế chưa phương thi kịp cuộc đời, văn hóa Việt rõ tuyệt vời tâm quan.
với tình người thật thiết tha, với tình người thật đậm đà uyên. Thực tâm kinh, thực thánh hiền, thực nhân bản, thực tâm truyền ân tâm. Như con cá gây tự thân, đã mang sẵn cái tính rồng Việt Nam. Từ bốn ngàn năm gian nan, bốn ngàn năm lửa thử vàng lắm. Bốn ngàn năm hùng sự thi, đã hàm tiếu một hoa quỳ hương dương. Điều kỳ diệu rất đông phương, là tự thân đoá dương qua theo hướng mặt trời xoay, mà vừa tự tỏa ánh ngài tự tâm. Đó nhật quỳ tự tâm tỏa sáng, một dần dưa sáng lạng ô hay. Sao như phép lạ thế này, có chỉ đâu mặt đồng thời chính từ nó là dần đông. Vì chân nhất thể đại đồng, ấy điều kỳ diệu phương đông Việt thường. Không hai không một tỏ tường, bất nhất bất nhị cột đường xưa nay. Trong hai chỉ có một này, trong một đó có hai đây. Hợp hòa một hai từ đạo mà ra, một là thái cực, hai là lưỡng nghi. Trong cơ tư tưởng diệu kỳ, có thai lớn thiếu nhỏ đi song hành. Dần xoay bất thường bất đoạn xưa nay, bất tăng bất giảm với đầy âm dương. Một khi lẽ đạo tỏ thường, tâm linh Việt vượt đoạn thường thân, mà vươn lên cõi trời xanh tỏa lan trong chân thiện mỹ bút ca dao. Nón cao ai đắp lên cao, sông sâu ai bơi ai đào mà sâu. Tung hô đạo pháp nhiễm màu, giai mang nhật nguyệt a châu lên đàn. Một chung một hiếu rỡ ràng, một nhân một nghĩa dễ dàng luân thường. Thấy ai đói rét thì thương, rét thường cho mặc, đói thường cho ăn. Tre tàn thì lại có măng, lương tri đại ngã lương năng cộng đồng.
một dũng tan bồng, bốn nghìn năm một chiến công trường kỳ. Này hương phù đông anh nhi, phá giặc sông lặng lẻ về cứu hương. Này đinh bộ linh ngoan cường, bất cờ lao dừng kỷ thương sơn hà. Mở đời tự chủ nguy nga, phát huy văn hóa thăng hoa diệt tình. Đinh truyền qua lý quang vinh, dời lý thường kiệt bắt chinh hai lần. Nam quân hiển lòng oai thần, đốt ung châu vợ mặt quân tham tàn. Lý Hoa Trần bước vinh quang, vô đi văn hoa lại càng phát huy. Vô di vô ý diệu kỳ, phá nguyên quân đò dũng uy chính tà. Thần vô ý từ đâu ra, phải chăng từ cõi lòng ta trong lành. Không tham lợi chẳng tham danh, không chấp ngã pháp mà tự sanh đoạn thường. Tuyệt vời tuệ kim kim cương, dẹp tan tám lộ ma dương tàn. Hải đông tâm sự ngàn gian, vua nhân tôi dùng tôi hàng. Sử thi vua rằng giặc mạnh dường kia, hay ta hàng để yên bề. Lòng thần quy Việt Nam kháng chiến trường kỳ nên công. Bao phen đuổi giặc nguyên mông, viết nên trang sử vô sông địa đầu. Gió ngựa mông cổ tới đâu, nơi ấy chỉ còn đầu lâu hoang tàn. Chỉ duy nhất có Nam Bang, lấy nhân trí dụng hiên ngang đối đầu. Quét nguyên mông sạch lầu lầu, viết nên trang sử công đầu cổ kim. Xưa nay sanh vỡ thanh hiền, dạy tam cương lại dạy thêm ngũ thường. Phật truyền đạo pháp kim cương, lão truyền đạo đức kinh chương nhiệm mầu. Lập ngôn lập thuyết buôn câu, Việt Nam gian khó lấy đâu thì giờ. Lấy đâu phương tiện hồng cơ, vậy lấy hiện thực làm tờ ca văn. Lên non cho biết non cao, chuỗi con cho biết công lao mẹ hiền. Lấy ngại cuộc sống tinh tuyền, để thực hiện đạo thân hiền lưu cương.
làm cho rõ mặt phi thường, bằng lối vô pháp mà bằng đường vô môn, bằng lời lục bát vô ngôn, lá tre lá trúc gió nồm gió nam, tuyệt vời văn hóa Việt Nam, phi không phi sắc mở trang sử hồng, chữ rành sắc ít thì không, không tích thì sắc cõi bồng tan thơ, mỗi trang sử một dần thơ, nghìn trang quyết sử một tờ tâm kinh. Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình, ba chữ gói một nói tình văn lang. Mười tám đời vua hùng vương, mỗi đời là một bản đàn bay. Những chữ đồng tử thơ ngây, vui thân trong ca ai hay. Những ánh trương chi tuyệt vời, người thời thật xấu hát người thật hay. Tương tư sao đẹp như vậy, tháp rồi đêm qua ngọc này trắng trắng. Những bánh dày, những bánh chưng, văn hoa ẩm thực biểu trưng đất trời. Hiện thân đạo lý tốt tươi, ơn cha nghĩa mẹ đời đời chẳng quên. Tam tài đắp móng xây nền, có trời có đất mới nên con người. Ví như mỗi kể người thôi, thì văn minh nó ôi thôi còn gì. Có trời đạo lý quyền vi, có đất vạn vật đồng quy một nguồn. Có trời mới có thiên lương, có đất mới có tình thương đại đồng. Là chung một tổ ấm đề quê vui. Mười tám đời vua hùng ơi, mỗi đời là một nụ cười tam nguyên. Ba vì còn thích tạng viên, sơn tinh với thủy tinh nguyện hoài xưa. Ai thành tranh một ngàn thơ, ai đến trước sẽ được vua gả nàng. Sơn tinh đến trước được nàng, thủy tinh chậm bước muôn toan phục thù. Phép thần vũ quán phong hô, dân cơn hồng thủy tuyệt mù mây xanh. Sơn tinh đáng mặt đàn anh, nước bao cao núi dưới mình cao hơn.
cuối cùng đức cũng thua non, để cho diệp tộc trường tồn thiên thu. Tuyệt vời lá chiếc binh thư, lấy trường thắng đoạn nhu mà thắng can, lấy tình chế động mới an, như sơn tinh dậy an nhàn thiên công. Cây kia ăn quả ai trồng, sông kia uống kinh, dương dương mở trang đầu sử lạc long quân đấng cha lành, dưới âu cơ mẹ sanh trăm con. Nhân kia quả nọ vuông tròn, thiên thu một tâm lòng son diệt trường. Lạc long quân hùng hiền dương, sao hùng quế nối tông đường. Hùng hoa hùng hy nối nghiệp vua cha, hùng hồn dĩ chiêu thêm ba đời hùng. Sang đời hùng đinh quy phong, hùng trinh hùng vũ sang hùng diệt dương. Hùng anh hùng triệu kiên cường, tạo nghi duệ thập bát dương kế truyền. Đời nào đời nấy như nguyên, một tâm bán thiền rồng tiên tiên rồng. Chuyện trầu cao đẹp tấm lòng, hai anh em nọ yêu thương một nàng. Người anh cưới được hồng nhan, người em buồn bã ngày hai một hôm dừng lại mệt nhoài đứng ơi, hồn đau nhẹ thoát về trời, còn thân xác quá đã vui sâu rừng. Bên bờ con suối rừng rừng tuôn tuôn dòng lệ không ngừng tuôn tuôn, bây giờ cốt nhục tình thương người anh bương ba lên đường tìm em. Trải bao sương nắng ngày đêm, một hôm dừng bước ngồi trên tảng đá người. Thế rồi hơi thở ngừng hơi, thế rồi cái chết tới nơi. Thế rồi xác kia trên tảng đá người, quá cây một góc dương trời mà cao. Tàng cây phải gió rì rào, nghi niềm dậy hoài thủa nào tìm. Ba người hai đã quy tiên, còn mỗi giờ hiền cũng chỉ hiền kia. Lại theo định mệnh sẵn về, lại nối bước khắp sơn thế đi tìm.
sợi dây quang khi trầu thiết quấn quanh chàng thế là từ đó về sau vô trầu cao quận quýt nhau dạng đời quá nên nghi lễ tuyệt vời của văn hóa Việt thâm tươi nghĩa tình những trang sử đẹp quê mình mỗi trang sử một lời kinh nhiễm màu chữ nôm khởi dựng công đầu thiết tha dòng mẹ giao châu Việt cường hàng thuyên ngôn ngữ mười thương câu lục câu bạc dân dương nghĩa tình khởi đầu cước dần đoán trinh nói theo yêu dần giờ tính điều dần buông lời cước dần thanh tân trước lục cước bát bình quân quang hòa trăm năm trong cõi người ta mua vui cũng được một già lục bát chiên dành sợi tơ quân quýt tự xanh mình dùng từ vô thủy đến vô chung nhịp áo nôi mẹ nhịp trùng trùng thiên đường tao nói mẹ hiệp tình thương thái hoàng Việt Nam từ Vịnh Sơn Hà đến nay cho đến cả già thiên thu vẫn tròn quê mẹ lời ru câu thơ lục bát dân vua chính tình đã đành không sắc phụ dân nhưng trong không sắc có dần điều thương cho nên không sắc diệu thường và như thế Việt Nam trường tài thơ về nhớ dòng phố xưa người chinh phụ qua đã chờ chinh phu chờ mà qua đã được số quả chăng tiếc hành thiên thu quê mình một yêu yêu trọn khối tình một thương thương trọn những trang nam tử hát ơi những trang nam tử ơi Việt làm trai đứng giữa vinh quang nhớ chẳng tiếc phụ đoạn tràn cô đơn ai kia có mặt phi thường đằng sau ai có một nguồn thương yêu một nguồn thơ đẹp mỹ miều một nguồn hương lửa ấm chiều tâm linh một nguồn nghị lực nhân sinh tạo nên sức mạnh đăng trình vẻ vàng
đằng sau một sự nghiệp chàng có hình bóng của một nàng là em. Tâm tình ấy đóa hoa sen dương lên trong cõi bùng đen lạnh buồn. Làm sao trở lại cội nguồn nhân chi sơ tánh bản thiện hồn hậu xưa, để nằm nơi dưới vàng mưa mà nghe từng hạt sương mưa ngọt ngào. Trở về nguồn cội ca dao buông tâm mắt thì lên ngọn sông đào bản tìm chính từ bao giờ tôi ăn một nửa giờ người thương. Làm sao trở bước cầm hương mà nghe tiếng gọi thiên hương vô gì. Năm xưa bên cội bồ đề còn nghe nửa sợi tóc thề em trao. Việt Nam văn hóa ca dao, Việt Nam văn hóa tâm giao tuyệt vời. Việt Nam văn hóa con người, Việt Nam văn hóa nụ cười xưa nay. Việc đời dai trả dai, niềm tin nhân quả xanh mây chính tình. Vì chân thiện chính là chân, mỹ chính là thiện xoay dần ba ngôi. Niềm tin nhân quả luân hồi, niềm yêu nhân loại đất trời mến mang. Chuyện xưa ăn thế trả vàng, chuyện xưa tấm cam cứu mang việc tình. Tuyệt vời nghĩa sống tròn sinh, nửa sống cho mình nửa sống cho nghĩa nhân hai chữ giải dầu lòng son. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Ơn dưỡng dục đức cù lao, tình dân tộc nghĩa đồng bào tương lai. Một gương đoàn kết quân dân, một tương lĩnh một phương châm vàng đời. Chữ mình đẹp lắm ai ơi, vừa là ta vừa là người là nhau. Trăm năm rồi có gì đâu, chẳng qua một năm có khâu xanh gì. Chữ rằng sinh ký tự quy, văn hóa việc lấy từ bi làm đầu. Tôi toàn thế giới là nhau, tuy hai mà một nên cô thái bình. Chuyện cây khế mở phương trình, luật nhân quả dệt tròn cuộc đời.
gặp lành thôi, ở ác gặp dữ tham thời phải thâm. Chuyện tâm cám cũng chung tầm, con người phải sống bằng tâm nhân. Của thiên đường xin quốc sắc các thiên hương nhân tình, cô tắm mồ côi phận mình, con chồng mẹ ghẻ cảm tình xưa nay. Nhưng dù trăm đắng ngàn cay vẫn giữ một tấm lòng này sạch trong. Thế rồi trời bay lòng đông vẫn dương lên giữa lòng dân hội đời. Người hiền ắt được ơn trời, hiền thời gặp bột, lành thời gặp tiên. Quả phúc đoàn viên một ngôi hoàng hậu đẹp tiên châu thần, còn mụ gì ghẻ bất nhân lại cô em ghẻ cắn tâm vô nghi. Theo luật nhân quả quyền di lứa trời lòng lòng lọt bao giờ gieo gió gặp bão cũng như ở biển ắt là gặp hội thần tiên. Ôi văn hóa Việt đẹp anh truyền kỳ, đẹp trong từng lời cổ thi, lời ca dao đẹp đôi gì sấm thôi. Trong túi hành quân đường trường, bốn ngàn năm mỗi một chương quân hành. Bốn ngàn năm trọng để thành, bốn ngàn năm tri bằng hành để tri. Người ta đọc tụng kinh thi, kinh Phật kinh lão năm ni huyền đàm. Xin ơi văn hóa Việt Nam, bốn nghìn năm để thơ làm mình chơi. Bốn ngàn năm đạo thức đời, trong từng hơi thở thơm hơi thở thiền, tự thân vô úy hiện tiền, hy sinh diễn chẳng phiền lụy ai. Đâm đầu vào lỗ châu mai, tự thân vô ngã vì người quên ta. Trên vì nước dưới vì nhà, vì gì tất cả vì ta yêu gì. Bốn nghìn năm khó sự thi, bốn ngàn năm giảng số. Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho thấu ngọn nguồn lạch sông.
từ ngọn nguồn của tiên long, một tiên non cả một rồng bể khơi. Văn hóa Việt Nam ra đời với long lanh một nụ cười tương giao. Các thương giao rất ngọt ngào giữa mai và trúc, giữa giao và quỳnh. Cái thương giao rất thủy tinh giữa non và biển, giữa mình và xa. Cái thương giao rất thiết tha giữa nước và nhà, giữa đó và đây. Cái thương giao rất sâu dày giữa không và sắc, giữa ngày và đêm. Cái tương giao rất hiện tiền, cái đường sư tức chân quyền diệu thơ. Việt Nam văn hóa bây giờ nụ cười ca diết, bài thơ lý trần trải qua muôn dặm tử phần vẫn long lanh. Quyền tân yêu những tư bất tử nhị nùng, những tư bất tử đại hùng giang sang, những tư bất tử dân gian nơi nơi thể hiện đạo tràng từ bi. Những trang hoạt Phật trung nghì, những vị Bồ Tát sống vì bà con. Những con tim nó sắc son, nó bảo phải lấy nước non làm đầu. Nó khuyên đi phải thương bầu, nó dạy bãi biển nương đầu. Ấy là cái như thị của Phật Đà, vô thường vô ngã khỏi qua quyền đàm. Nó là hiện thực nhân gian, vì chân trời đất họ hàng với nhau. Vì chân buông bể năm châu, gặm ra cũng một có đâu khác loài. Lý màu không một không hai, tuy hai mà một tuy ai cũng mình. Việt Nam văn hóa văn minh, lấy ngại câu mở đầu kinh kiều. Trăm năm trong cõi người ta, đủ suy ra lý người ta. Ta người, người ta sống ở trên đời, ai ai cũng phải có người có ta. Đủ nhân duyên đủ hợp hòa, thì vô ngã mới qua ra hữu tình. Trùng trùng duyên khởi vô minh, ắt mới nên truyền nên kinh thúy kiều. Người ta gói chữ tình yêu, chữ nhân chữ ai nhiều điều giá gương.
gồm chữ nhân của đạo thường cộng thêm chữ gì là thương, thương người. Mình mà yêu mỗi mình thôi sao gọi nhân được, hỏi trời đất xem. Tâm kinh đôi trước ngọn đèn nghe trong ta nở tòa sen tam tài. Trời là một, đất là hai, người là ba, với dạng loài chúng sinh thấy đều trong cõi tâm linh cùng chúng tánh thể quang minh Phật. Nghĩa là cùng chung ruột rà, ấy là nhận thức sâu xa việc thường. Mà từ đó có trầm hương, mà từ đó có đoạn trường tấn thân. Mà từ đó có tinh anh của văn hóa Việt long lanh chính thần. Trong hiện thực nhân dân từ đinh lê hóa lý trần xưa nay, trải qua trăm đắng ngàn cay, trăm đọa ngàn đài, trăm đớn ngàn đau. Trải qua ngàn cuộc bể dâu, Việt Nam vẫn ngẩng cao đầu đứng lên. Dựa vào nỗ lực vô biên là niềm tin ở trái tim con người. Điều này chẳng tự tiếng lời, điều này chẳng tự chữ nơi kinh. Điều này tự cái như nhiên, tự cái hiện tiền của cuộc nhân sinh. Nó làm cho đẹp thêm xinh, nó làm cho nghĩa thêm tình, làm cho đỡ bao nhiêu đảo con đò, một kho gió biết một kho trăng vàng. Ơi cô tát nước bên đàn, sao cô múc anh trăng vàng đổ đi. Câu ca dao tròn kinh thi, câu lục bát vẹn hài nhi thiên đường. Việt Nam bản lĩnh phi thường, giữa nơi tự tâm của bình thường tâm. Bốn ngàn năm một quyền âm, bốn ngàn năm nhất quyền cầm thủy chung. Có hai cái một bi hùng tạo nên hình ảnh nhìn trùng vắng. Một là một sợi dây đàn chở chuyên hồn ước mênh mang đàn bầu. Hai là một bức sen nâu ấy chùa một cột nhiệm màu nhất nguyên. Dù nam dù bắc đôi miền, đôi miền chung một con tim là thông. Việt Nam văn hóa trong đồng, từ trung tâm dòng tu không linh đời.
trung tâm của mặt trời, của thiên lương, của nụ cười nhất nguyên. Tỏa mười phương một vô dư, tỏa mười phương một đại từ đại bi. Ơi đôi cánh lạc quyền di, bay về tận cõi lưu ly. Tinh thần tiếng trong đồng của giảng sung, ngân nga tiếng mẹ mười phân vàng. Bốn nghìn năm tổ quốc ơi, bên trong trường phục tiếng lời âu thơ. Tự thân chiếc trong đồng xưa đã mang thông điệp bài thơ mặt trời. Duy tuệ thì nghiệp tốt vời, trí tuệ ấy sự nghiệp người Việt Nam. Mặt ai mưu sự giàu sang, mặt ai mưu sự vinh quang thánh thần. Việt Nam tự ngã tinh thần, nỗi đau đã một chữ chân bên lòng. Cho dù đất lỡ trời long, cho dù sông quá nên đồng, dù cho phần nghèo bữa đôi bữa no, bát canh rau đi ngờ mắm kho cũng đầy. Trong tâm dân tộc trong lành, dưỡng long lanh một bóng hình chân như. Niềm thao thức mãi thiên thu, ta từ đâu tới lại từ đâu ra. Bản lai diện một là hỡi ơi quả trứng con gà từ đâu. Ngàn đời bi thống nỗi đau, cho nên duy tuệ là câu hỏi đời. Là dấu hỏi vàng trùng khơi, lấp biển che trời dấu hỏi quyền. Việt Nam dân tộc rồng tiên, lấy câu hỏi lớn làm diện môi tâm. Trong ba môi của tinh thần, chân thiện mỹ nguyện bãi biển nương dâu, chẳng lý dẫn một xứ sao vẫn là chân, là chân tướng đời ta, chân là chân thể sơn hà càng chân. Là tinh túy tâm hồn, bản lai diện mục tỏ của căn rằm. Có chân thiện ắt tới thăm, và mỹ ắt cùng thuần dầm đời kia. Trăm năm sống gửi thác về, vì sao gặp được chính quê hương mình. Chân là cứu cánh nhân sinh, nhân thị tối thắng ấy kinh đại thừa. Làm trời làm thánh làm vua, vẫn không hơn được kiếp tu làm người.
chẳng bùng tâm lý, chỉ sen cướp tinh thần đại thơm. Từ trong tuyệt vọng cô đơn, con người vượt khỏi đoạn trường vương lên, để chứng quả Phật hiện tiền, cho nên khổ đi mở duyên Phật Đà. Khổ đế ấy đạo đế mà, khổ tập diệt đạo cũng là một thôi. Bản lai diện một con người, chính là tịch chiếu đời đời như tâm. Việt Nam văn hóa duy chân, duy tuệ thị nghiệm mười phân vẹn đời. Văn lan từ độ vào đời, đã long lanh một mặt trời chân như. Trên mặt trống đồng thiên thu, mãi long lanh anh tuệ từ chiếu dương. Quê ta nhật nguyệt soi đường, nhật nguyệt từ chính tâm hồn vắng lan. Trong cõi gian sang, văn hóa Việt tỏ nghìn trang đạo đời. Trong từng giọt lệ nụ cười, nghe văn hóa Việt ngời ngời văn. Chẳng riêng văn hóa triều đình, bốn phương văn hóa gia đình văn hóa cơ đồ, trong từng hơi thở qua muôn qua rừng, trong từng mỹ lệ sưng sưng, trong từng tiếng suối ngập ngừng thái đều thể hiện ngân nga, khúc tâm ca của quê ta. Việt thường nhiều điều phủ lấy giá gương, quê ta lấy chữ yêu thương làm đầu. Thương người thương vật thương nhau, thương nghìn trước thương nghìn sau vô cùng. Người đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Sống cho đạo sống cho đời, quên mình vì nghĩa ấy người hùng.
trên tâm thức ấy con người. Việt Nam dựng một cuộc đời thanh cao, vừa tích cực vừa tiêu dao, vừa khiêm cung vừa tự hào. Chúng kiếm những chàng tự thức lên tim, ba năm tiên cảnh bằng nguyên cuộc đời. Những giấc hoàng linh à ơi, thoáng qua đôi nhịp tao nôi hận vì chân là một giấc mơ nên ta sao chẳng dệt thơ cho dần. Việt Nam từ thuở vàng son, qua Đinh qua Lý qua Trần bài thơ không đề, bài thơ sống gửi khác về trong gieo. Bài thơ nước chảy qua đèo, ngựa đua dưới biển thuyền chèo trên non. Bài thơ biển càng non mòn, con tầm đến thoát ra vẫn còn bài thơ cõi mộng đầy mơ, cõi sinh qua giấc tình ta lúc này. Lại cùng em lại cầm tay mà nghe ngón búp măng đầy ánh trăng. Bài thơ ngón trỏ hay trăng thì trăng kia vẫn là trăng rạng ngời. Việt Nam văn hóa tuyệt vời, cứ đi những bước rộng trời Việt thường. Đi từng bước một thiên lương, đi từng bước một trầm hương hương trầm. Đi từng bước một tri âm, thì ra những bước về tâm vàng đường. Những bước về tâm đệ có linh, bước về tâm đệ có âm kinh, về tâm ách có linh màu nhiệm, tâm dược ra ngoài lẽ tự sinh. Tư bất tử tư huyền linh, tản viên sơn thành ná sơn tinh ba gì. Tượng trưng sức mạnh thần kỳ, vì tình chế đồng nghiêu kỳ thổng chương. Lại tượng trưng chí ngoan cường, vượt thiên tai dùng thiên đường ấm độc lập tự do. Vì thường phá cường địch trận biến cương, quét sông giặc lại cứu hương quay về. Chữ đồng tử muốn tình quê, muốn tình dương gia để về thứ dân. Chàng trai không áo không quần, tươi của công chúa toàn thân nhọc nhằn.
và thứ bất tử quý nga cuối cùng. Là nàng công chúa gấm nhung danh xưng Liễu Hành, con cưng Ngọc Hoàng. Ba ông xưa thời hùng vương được dẫn gian phùng, thở hàng ngang năm mỗi riêng Liễu Hạnh là nàng quy lệ mới được dân gian cùng thờ. Tương truyền như một bài thơ, nàng huỳnh hương con đức vua thiên đình. Lỡ tay dở chén ngọc xinh, bị Ngọc Hoàng phạt giáng sinh cõi phàm. Làm giang tiên của phương Nam, tuổi vô quy lấy đào la. Làm chồng ba năm tưởng dứt nợ trần, giang tiên gia võ đằng dân về trời. Hay đâu chưa dứt duyên đời, tiên lại được trời sai xuống. Lần này cũng tại Nam Ba, Liễu Hạnh là nàng đức hạnh trao. Con trời cháu bụt mọi tiên, thanh mẫu nhân hiền, phổ độ quần sanh. Nơi miền phố cán xứ Thanh, ngày nay còn dấu anh linh. Diệu thường phụ dòng phú cát sùng sơn, vũ bản Nam Đình cõi hương tam tòa. Lời rằng tháng tam vỗ cha, tháng ba vỗ mẹ trang hòa. Nghĩa anh cha đây là đức thánh trần, trong quân đáng bậc đế quân sơn. Mẹ là Liễu Hạnh anh hoa, tượng trưng đức hạnh đàn bà Việt Nam. Trong cõi dân gian gọi tư bất tử một nàng ba ông, vì trong tâm thức cộng đồng chung mang sẵn luôn điều trong cây này. Một là khắc phục thiên tai, hai là chống lũ dập ngoài tâm lắng, nghĩa trăm năm, bốn là răng dẻ trăng đồng từ bi, bốn điều tâm khảm khắc ghi, từ tâm ấy quán kia tuyệt. Ngoài tư bất tử trên đời, tư bất tử trong tâm người Việt Nam. Lung linh trong ánh đạo vàng, khắp nơi Nam Định khang trang phủ dày. Trên sông Thanh Quán linh thai, sông sơn Hà Nội phủ dày, thành phố Hồ Chí Minh
non linh thì nước cũng linh, cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Ngoài tứ bất tử ta còn bao vị hào kiệt quê hương cùng thờ. Ai về yên thắng yên mô mà nghe thần phá đền xưa núi à hồng. Dù lâm công đức nghìn sao là con vua là cổ đầu vắng la. Đời vua thứ nhất hùng dương vũ dân lệnh chưa lên đường. Tìm được cung ban giúp dân đó lòng kinh ban thế thế dày công trái đời 18 vua hùng. Theo truyền thuyết tình hòa bình, ngài thuộc tam vị thần linh gọi là Tản Viên Tam Thánh quê nhà. Tản Viên là một hai là Cao Sơn, ba là Quý Ninh Đại Dương giúp vua giữ vững giang sơn Việt thường. Đồng bào hai tộc kinh mừng đời đời lễ hội khói hương tâm thuyền. Ngoài ba vị thánh Tản Viên còn lâm cung thánh mẫu trên thượng ngàn. Theo niềm tín ngưỡng dân gian thánh mẫu thượng ngàn quan trị lâm sơn giúp cho non nước Việt thường phong điều vũ thuần. Còn hai vị mẫu kia là mẫu Liễu mẫu Thoại Tam Hoàng. Tình tự Việt đẹp vô cùng, có cha có mẹ thủy chung đôi đời. Thùng duyên đôi bậc đề người, âm dương đôi dế nguyện thề sắc. Ai rằng nữ tỳ nam tôn Việt Nam văn hóa thiên lương là hồng. Mẹ thiên bên cạnh cha rồng kề vai xây dựng cõi lòng nguy nga. Cõi nguồn máu thượng ngàn là hai nữ của Tản Viên và Mỹ Nương. Là rể con của hùng dương đời thứ 18 Việt thường sử ghi. Kim hương quốc sắc ai tỳ nhổ danh truyền thuyết còn dư la bình. Tướng thời thân phụ sơn tinh xa công truyền dạy phép linh đổ đời. Theo cha đi khắp biển trời học dân đủ phép chặt môi cây trồng.
ngư tiều canh một lầu thông, nữ nhi sánh thực ngàn tầm. Thông minh hiếu thuận ai bì, hai cha đảm việc tu ni. Càng trường khi tạng viên cùng mỹ nương, được phong bất ở đảm ma đương sáng. La Bình nương đức mẹ cha, được phong công chúa quê ta. Thường ngàn giúp cha gánh việc trần gian, trong non tám một đồng hàng. Núi rừng tấm thanh mẫu bao dung, lo cho trăm họ sống trong thái bình. Cùng bao vị thánh thần linh, ngày đêm phù hộ dân mình an cương. Ương truyền khắp dải giang sơn, từ bao đời dẫn thù ơn hộ trì. Cuộc kháng chiến non lan trường kỳ, thương ngàn đã cố thần vi, giúp quân ta pháp trùng vi bao lần. Lại truyền sức mạnh tinh thần, để sao quốc quyết sạch quân tham tàn. Niệm ơn công chúa thương nơi là những đàn tràng dân. Bên cạnh thanh mẫu rừng xanh, thủy công thanh mẫu mẹ lành biển sông. Nguồn đâu cho nước mênh mông, cội đâu cho đóa hoa hồng nở ra. Niệm ơn thánh mẫu hải hà, giúp dân gió thuận mưa hòa chinh chu. Hạn hán thì mẫu làm mưa, báo lộc mẫu lại cho mưa gió ngừng. Dáng hiền như Phật Quán Âm, mẫu mặc áo trắng tượng trưng trong lành. Thủy tề hoàng hậu trăm sinh, hộ dân công đức xứng danh mẹ hiền. Tham tòa thắng mẫu trang nghiêm, liễu hành thượng ngàn mẫu khoái anh linh. Làng diêm xa tỉnh Bắc Ninh, còn giữ tờ sắc phong danh thành dành cho mẫu thoái đoan trang, như dương nam hải đại dương sắc đề. Xem trong nghĩa đạo tình quê, gắm ra ba mẫu khác như tâm mình. Tất lòng kính mộ anh linh, tất lòng trọng đức hiếu sinh, sinh thành
ít giả thù lao sẵn dành, ít giả trong lành nghĩa nước tình non. Dù cho sông cạn đá mòn, con tầm đến thác vẫn còn vương tư. Suốt miền quê mẹ ngàn xưa, máu thoải được thờ khắp các đền hiên. Những ai con cháu rồng tiên, dỗ 12 tháng sau chẳng quên năm nào. Lý Thái Tổ thời nào chính sách trị thủy tiết bao công trình, cùng nhờ mẫu thoại hiển linh giúp gặp công trình mai sớm nên công. Mẫu là chuông của tâm sông, là hoàng hậu của lòng cung thủy tình. Lời đã kể trên kia, ôi cái thời của đề huệ tâm, cái thời của vật tâm là một, dương cùng âm là một chân. Cái thời chiều rộng thật dài, chiều sâu thẳm biển giúp trời chiều cao. Cái thời hồn hậu chiếc bao, người ta sống giữa tự hào tiêu diêu. Bại không nản, thắng không kiêu, cái thời đời đạo dòng điều sanh đôi. Cái thời đời cũng là người, thần tiên thánh Phật với đời hòa chung. Trở về chuyển mẫu thắng long, nay còn di tích mẫu trong bao làng. Nhật chiếu hoàng ba khói hương, Tây Hồ yên phụ dân thường truyền Phật mẫu mang nhưng ngày xưa có một phụ nữ bé 12 tuổi đã vào chùa xuất gia đầu Phật Nam Mô Tu Hành. Một đêm do mát trăng thanh, có vị tăng tròn 14 tháng kia, rồi sinh hạ một hài nhi trăng rằm. Bèn đem trao bé cho tăng, Câu Đà La vị hồ tăng mỉm cười. Tay cầm tích trưởng gõ chơi, vào thân dung thu tức thời tăng ra. Tăng đặt đứa trẻ vào già, miệng cây khép lại quả là thần thông. Đoạn trao tích trưởng gậy rồng, bảo nàng hãy nhớ đem dùng cứu dân.
năm hàng tháng mang hương nhớ lời, đêm gậy cắm chuông đất trời, nước đầu từ dưới đất khơi suối nguồn, mãi theo đầu gậy cào thương chuông dân gian khỏi tai. Một cơn mưa đúng góc vương thủ già, theo dòng trôi tận miền xa, bây giờ quan thái thu là sĩ công, bèn ra lệnh kéo xây dung lên bờ đánh lấy gỗ dùng mà diệt thiên, tức làm nóc điện kinh thiên, nào hay cây nọ nằm yên giữa dòng, thờ như đá dựng như đồng, trăm quân khôn kéo được thân cây vào. Giữa cơn kỳ kéo lao sao, mà nương lấy dài yếm đào cột cây. Thế là kéo được vào ngay, sĩ nghiêm tinh sợ tuyệt ngay thở tài, dùng cây tạc tượng bốn ngày, dẫn vũ lôi điện thần quái lạ lùng. Trong khi tạc tượng bóng dưng đám thở bắt gặp một ông ma tượng người, vội đêm thả giữa dòng khơi, đến đêm tượng đã sáng ngời. Quan cho quân giấc chẳng sống, lại nhảy vào lòng mẹ trẻ. Bốn phò tư pháp nên chương, được chia trấn bốn đạo trường già nam. Chùa dâu chùa đậu tướng vàng, riêng làng mạng xa thờ nàng mang gọi là Phật mẫu thân thương, hàng năm đón khách mười phương hội chùa. Viên pho tượng đá ngày xưa vẫn còn tỏa sáng trong chùa Phúc. Phật Quang Phật ấy là tên tác phẩm thiên tạo của miền Bắc Ninh. Về thăm quê mẹ Quyền Linh, từ Liêm Hà Nội Bắc Ninh bao miền, mai còn bắt gặp bao đền, cũng thơ một họ một tên linh thần. Cao lộ vị tướng quân thời đại, An Dương Dương thần thoại còn ghi. Chế ra chiếc nỏ thần quy, nỏ liên châu bóng kim quy lấy lừng. Một phát nỏ tên trùng điệp có, như mưa sa đúng ngã thường phân. Nhờ Liên Châu
sâu của tướng quân, An Dương Dương dự dạng xuân lành. Chuyện xưa tích cũ ghi rằng, Triệu Đà tham hiểm rắp răng trả đòn. Bèn sai Trọng Thủy cầu hôn, cưới Mỹ Châu xong trao luôn nọ thần. Thế là giặc ngoại xâm sóc tới, mong Kim Quy ơi hỡi còn trong. Phép thần của nó Liên Châu, bắt đầu theo mộng Dương Hầu tăng quan. Trong cơn nước mất nhà tan, An Dương Dương dội chờ ngàn mi chân, cưỡi ngựa chạy suốt đêm thâu, những mong thoát nạn ngờ đâu. Chuyện xưa ghi lại một trang đoạn tường, bên cái chết An Dương Dương, cái chết cao lỗ một chương hùng, tận trung theo chưa đến cùng, hát rồi còn để quê hùng ở khắp bao nơi, Gia Lâm Hà Nội tình người tiếc thương. Đền đền tỏa tỏa khói hương, đời trần phong sắc quá nghỉ cương chính thần. Quê ta còn đó trống đồng chuyên chở tinh thần Việt Nam. Mồng bốn tháng tư hàng năm, lễ hội thuần Việt kết chân hoa đèn. Tính xưa truyện cũ lưu truyền, thái tử họ Lý bình chiêm năm rằng tôi thần núi trống đồng, xin theo thái tử lập công báo đền. Xuất quân lần ấy quả nhiên, thái tử thắng trận cho nên khi về, ngang qua đồng phố non kia, bèn dâng lễ trước thần vì về thắng lòng. Lập đền thờ ở thôn Đông, phường Yên thái tượng niệm công âm phù. Tự rải hương khói ngàn thu, đại vua Triệu Lý qua vua Triệu Trần. Thần còn ứng hiện bao lần, sắc son hậu quốc trì dân một lòng. Với hai bắc khí lẫy lừng, một là chiếc đại hồng chung cõi thiền, hai là chiếc trống đồng thiên, từ trăm xưa đã nên duyên Việt thường.
đại hồng chúng lại một lần. Gọi mây phủ trắng sơn hà, từ trên thượng giới lại xa lần. Chuông kia trống đỏ sông hành, giúp quê ta đẹp yên quanh ngàn đời. Từ ngày đồng cổ về ngôi, hòa âm cùng tiếng chuông đời kinh kỳ, tạo nên khúc nhạc huyền thi, vừa trầm vừa bông vừa bi vừa hùng. Ngân nga thái dần trùng hưng, võ công văn nghiệp lẫy lừng nghìn thu. Hội thề đồng cổ tháng tư, cùng mùa Phật đản tháng tư sông Hằng. Quê ta kết tụ duyên lành, tiên đây bụng đó long lanh đạo tình. Gặp một cô bé nô đùa cùng tăng, trộm dưa nào phải để ăn, mà chỉ để được nghịch bằng trái dưa. Mãi xem trò chơi ngây thơ, vợ chồng ông lão chợt như nghe lòng. Có điều chi rất thương tâm, y như có anh xuân hồng thoáng qua. Họ cùng không hẹn mà cùng ôm cô bé để mà thương thương. Thế rồi thăm hỏi nguồn cơn, mới hay bé cùng cô đơn như vậy. Là bé có cha mẹ già mà có một hôm, ôi hay một hôm, nước từ đâu tận thượng nguồn tràn về ngập hết xóm làng, và cô bé bị nước tràn. Một phút gỗ kỳ tôi qua, bèn ôm lấy khúc gỗ già, một kỳ tích bỗng xảy ra. Hồn cô xuân khỏi thân người, nhập vào khúc gỗ để rồi lớn lên.
trôi qua bao tháng bao gần, cuối cùng đổ lại một thành phố xa. Thấy khung gỗ đẹp vườn hoa, người dân sở tại xuất xoa tranh tầng. Có điều khung gỗ thanh tân, ngờ đâu lại nặng nghìn cân khôn bề. Tiếng đồn khắp chợ cùng quê, bây giờ có một chàng kia vốn là một trang hoàng tử hào hoa, di hành đi kiếm tiền nhà dân trần, rất đành kết nghĩa châu trần, chợt nghe chuyện lạ vội lần đến nơi, thấy khúc gỗ tinh tuyệt vời, chợt nghe xúc động bồi hồi tâm. Tuồng một cánh hoa thôi, mặc cho chàng nhẹ ôm rồi ấm đi. Bà con thấy chuyện lạ kỳ, cho rằng ắt có duyên gì cũng nên. Thế rồi ôm khúc gỗ thiên, hoàng tử trở gót về miền quê hương. Thoạt đầu nghe chuyện phi thường, người người ai cũng tìm đường tới thăm. Để nhìn khúc gỗ ngàn năm, đẹp như một bông trăng rằm tinh khôi. Lại xinh như một nụ cười, có điều mãn nhãn thì thôi hiếu kỳ. Riêng chàng hoàng tử tình si, ngày đêm ôm ấp kể chi. Đêm ngày mối tình cảm động từ ngay, làm cho gỗ cũng có ngày một giai nhân thiên hương quốc sắc mười phân về ta người, cho hay muôn sự tại trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà sao. Cảm từ một mối thiết tha, hồn trong gỗ lại hóa ra thành người. Thế là trời đất trăm tươi, âm dương giai điệu tuyệt vời tinh ca. Âm thơm hương quả hoàng gia, gia nhân hoàng tử hóa ra vợ chồng. Một trai một gái nối dòng, y nhiên mối hạnh phúc trong nhân hoàng. Có điều mây hợp mây tan, có điều hoa nở hoa tàn mây lặng.
trong lòng bốn phương. Đành đoạn dứt áo người thương để đi tìm những sắc hương bên trời. Giờ hoàng tử nghĩ hận đời bèn ôm hai đứa con rồi ba la nhập vào khúc gỗ tinh hoa theo dòng trở lại cánh hòa quê xưa. Xung quanh lặng mắt như tờ mẹ cha nuôi đã mất từ năm ẩn sâu nghĩa nặng đôi bề kỳ nam bèn quyết chọn quê hương này. Thế rồi bằng sức đôi tay nàng ra công dựng công xây không ngừng. Chẳng bao lâu chốn biển rừng đã thành một cõi dương cung quy hoàng. Đó là lạc cảnh trần gian, lại nói về hoàng tử chàng lãng du. Sau bao năm tháng phiêu lưu, nêm cho đủ gì phong lưu trên trần. Chợt có một lúc dừng chân lắng nghe tiếng gọi lương tâm vọng về, động lòng nhớ nghĩa phu thê vội chở thuyền về tìm lại người thương. Ngờ đâu trên bước hồi hương chợt xa vào trần trùng dương đa nhỏ long lanh với những nét chữ lăng quăng. Có điều dù thầy giỏi chữ bao nhiêu cũng không đọc được những điều trôi trăng. Kể từ ấy giảng mùa trăng dân đi biển dân tìm trầm kỳ nam. Khắp nơi quanh miệt Đại An thường bài lễ vật lập đàn tràn lên để cầu ơn của nàng tiên tôn xưng bà chúa ngọc miền trăm ba. Gọi là thánh mẫu thiên y na qua triều nguyện sắc phong là hoàng nhân phổ tế linh ứng thượng đăng thần bấy nay vẫn được nhân dân kính thờ. Trong tướng bất tử nghìn xưa có chữ đồng tử đề thiên tờ hoa người làng chữ xa hưng yên cùng nàng công chúa nên duyên vợ chồng. Nàng công chúa tên Tiến Dung con đức vua Hùng triều đại
công chúa ngọc ngà, hương dòng thuyền khắp giang hà rộng trời. Một hôm nhân buổi đẹp trời, nàng ra lệnh đổ thuyền nơi quê chàng, đoạn cho thị nữ dây màng, để cho người ngọc đoan trang tẩy trần. Khi tình gáo nước quá thân, thì tình lớp cát dưới chân trải dài, để lộ hình một chàng trai mình trần tuổi chẳng giống ai chút nào. Riêng còn đến bây giờ là mỗi chiếc khô dùng cho hai người. Cha tôi nhiễm bệnh lìa đời, tôi mặc chiếc khô cho người rồi chôn. Còn tôi thân phận trần truồng, ngày ngâm dưới nước đen luồn bụi cây, trốn hoài cho đến hôm nay, được tin công chúa tới đây, tôi đành chui sâu vào các ẩn bình, ai ngờ chàng kể tự tình éo. Trận lôi đình, tiên dung bèn ra thuyền tình ra khơi, lên lên góc bể chân trời, cuối cùng đổ lại một nơi đất lành. Thế rồi như yên có oanh, như oanh có yên, như mình có ta, hai người chung dựng nghiệp nhà, mở chợ Hà Thăng để mà bán buôn. Bây giờ có vị khách thương đến rủ họ dược trùng dương buôn hàng.
gọi là để học một sàn một hôm thuyền ghé một nơi giữa biển giữa trời gọi đảo Quỳnh Tiên vui chân chữ bước dần lên chợt đâu gặp một vị thiền sơ bảo chàng thi chủ nhớ dân khi xưa đã gặp dần trăng cõi nghe lời chợt động tâm linh chữ bèn phụ giáo tâm kinh thường Phật Quang Tiên vị thiền sư trao cho chữ chiếc gậy như ý thần rằng đây là gậy thần thông mai sau nó sẽ giúp ông cứu đời sau khi học đặng phép trời chữ trở về đời hành đạo sắc không một là dân bản tiên dân vào chơi trong cõi sắc không với mình hai là bỏ hết quan tình những nhà những cửa những mình những ta tự đã hiện minh ba lần giúp dân ta chống ngoại xâm bằng nguồn năng lượng tinh thần sâu xa một chữ bất tử lòng ta trong tư bất tử ở sức con người niềm tin ở thiền tâm tươi tốt này thích xưa còn lắm chuyện hay như chuyện như hầu của người ăn tiêm người này ai chả biết tên tuy rằng chẳng phải thân quen họ chẳng ai hay quốc tịch chàng chỉ biết đâu tầm phương nam thích ca mồ tấm thân nô lệ tội tù bị người đem gà ban cho vua hùng bèn ra nàng cho cuộc đời chuyện hương ấm no đầy sân gà vịt đầy có lộc nhà một hôm nhân lễ tân gia khách chùa chúc tụng nào là dân gian
vàng cười trong quả có nhân, mà nhân là từ bản thân mọi người. Ngày nay mình được quả duy là nhờ kiếp trước sống đời hiền lương. Thói đời ghen tị lẽ thường, có kẻ xấu nó tìm thương hại chàng. Đem lời nói đoan trang, chữ lý nhân hòa chỉnh trang lại thành. Những lời mõ đỏ thần năm, dòng ân cha mẹ phụ tình chúa tôi. Hùng Dương cả tin lời, bèn ra lệnh đuôi ngay đuôi vợ chồng, rằng ngươi phụ nghĩa giống ân trầm cho tất cả, sao không đi lòng. Còn đem chuyện nói long bông, kiếp này kiếp nọ tay đông nổi đã dông ân thế thôi thì an tim gặp chuyện chẳng hề hoang mang. Cúi đầu lại tạ Hùng Dương rồi lên thuyền vượt đại dương nghìn trùng. Trải bao sông gió bão bùng, thuyền dừng ở một đảo vùng xa xôi. Đảo hoang không một bóng người, chỉ toàn cá nước chim trời hoang du. Vợ chàng tâm nỗi ưu tư, lấy chi đây để chỉnh chu gia đình. An tin một mực tính thành, rằng ở hiền ắt gặp lành lo chi. Thế rồi đem sức kiên trì của niềm tin đạo từ bên trong lành. Cơn đói rét vây quanh mọi người, dựng xây lều trại tươi mới, trồng cây hái củ đời ấm. Một hôm như sự tình cờ, một đàn chim lạ đâu từ phương tây bay về đâu. Dòng dài hơi cất lên danh tiếng như lời nhắn nhẹ. Rồi nhà dâm ba hạng gì, thế rồi tất cả bay đi xa dần. Tưởng rằng câu chuyện phù dân, ai ngờ một sớm đầu xuân ngọt ngào. Từ trên bãi cát trắng sau, vươn lên một cọng dây bầu sẵn ngon. Thế rồi những quả tròn đơm, quả to như trái chưa tròn những thơ. Ngỡ ngàng như thể trong mơ, bổ ra một quả thấy giữa đỏ hồng.
cánh thiên đàng, hiện thân giữa chúng đạo quang lành mừng. Khắp nơi dưa mọc dưa trồng, hàng ngàn vạn trái dưa đồng thanh ca. Khúc ca hạnh phúc sum hòa, rồi một hôm vẫn như là giấc mơ. Một chiếc thuyền bị bão xua, lạc vào bên đảo Hoàng Du này. Mà bây giờ lạc cảnh sao, những thuyền viên được mừng chào bánh dưa. Nêm trái dưa ngọt như dừa, và ngon như chanh trái dừa. Nào tài người thì gọi là dưa tay, người gọi dưa hấu chỉ hay. Từ giờ đảo quan biến thành đảo dưa, và dân đi biển thường đưa thuyền vào. Đem bao thực phẩm dồi dào, để đổi cái vị ngọt ngào lại nói về vua Hùng Vương. Từ ngày dẫn kẻ dòng ơn đến giờ, vua thường ra ngẩn vào ngơ, vì nhớ cái kẻ đơn sơ thật thà. Lại thêm rất mực tài hoa, chỉ mỗi một cái tội là tàm. Những gì quả phúc nhân duyên, những gì không sắc hảo huyền sắc không. Đơn tư nặng gánh bên lòng, khiến cho bạc cả tông ông vua già. Bây giờ họp mặt triều ca, cùng vương ra lệnh cho ba hải thuyền đi tìm tông tinh an tim, để xá tội cũ cho yên. Giá rồng vượt qua muôn dặm bể đông, một hải thuyền gặp mà được tông tích tràng. Nguy nga một cõi địa đàng, phồn vinh rất mực vào sáng ai tài. Sứ vua tỏ niềm tay, an tim hỡi già dân ngay lần truyền. Khi đi đọc mỗi chiếc thuyền, khi về cả một đoàn thuyền theo chân. Niềm vui biết mấy chi công, một là phú tử quân thần đoàn, đạo quyền lý nhân quả thực nhãn tiền không sai. Tâm linh tha dễ đơn sai, hạt sanh còn kiếm đàn ai bỗng trầm. Nâng niu những
về thăm. Ngày xưa có đôi vợ chồng tiểu xu, tuổi già như canh lá thu, hát kêu gió sớm mà âm mưu sương chiều. Những mơ những ước bao nhiêu, có mộng con để nuông chiều cây trong. Hai người sẵn một tấm lòng, cắn đôi hạt gạo chia chung mái liều. Thạch ông nhận được tin vui, vợ mình đã được ông trời đói thương. Có điều hơi khác lệ thường, hai kỳ bà thạch dài hơn ba lần. Đến khi sinh hạ bé thần, thì thạch ông đã lìa trần. Một thân hoa bùa dài dầu, thạch bà rồi cũng về cầu tổ tiên. Giữa rừng còn mỗi mình ơn, thạch xanh cứ thế lớn lên như rừng. Sống đời quan giả trong bưng, học bài học của thú cầm hồng quang. Vốn là con cháu ngọc hoàng, nên đến kỳ hạn tuổi chàng 13, ngọc hoàng nhất lên truyền ra, tua đem phép thuật tiên gia dạy chàng. Chẳng bao lâu trẻ rừng quang đã lào không thập bát bàn cao. Một hôm đình mệnh khôn lường, có ánh hàng rượu vốn thường gian thân. Đi thông tên họ anh chàng, nghe lời đồn đại tiện đường ghé qua. Thấy chàng chân chất thật thà, bèn rú rê kết nghĩa là anh trăm nỗi bạc đen, thạch xanh đâu trải nghiệm bèn khúc giao. Thế rồi giá biệt rừng sâu, theo anh kết nghĩa đi vào trần ai. Lời quê rớt nhạc dòng dài, thì ra chốn mây thở loài trắng tinh. Mỗi năm có lễ hiến sinh, năm nay lại tới phiên mình ly thăm. Những dân mạng chẳng cam lòng, ly thăm bèn dùng mũ thăm cứu mình. Dối bài tiệc rủ dỗn dành, xin em chợt níu thay anh đêm này.
sanh giả thẳng lòng ngay vâng lời. Nào ngờ vừa bước tới nơi đã gặp ức thời một trận cuồng phong. Căn tinh hiện tướng như rồng, đôi mắt như cột than hồng đỉnh nuốt thạch xanh, quá là cơ hội hùng anh trổ qua tài. Quần giao suốt một đêm dài, từ sau hôm đến sau mai mới dừng. Với hồi kết cục lạy lừng, sắc căng tinh giữa một vùng máu quang. Và thằng xanh dáng hiên ngang, chặt đầu trăng giác vinh hoàng. Về nhà không nghe tiếng gọi ngỡ là một quan của thạch về mà kêu quan. Vội vàng trôi đứng kể than rằng em chớ dần muôn vàng tính tha. Chẳng qua anh vướng mẹ già nên đành mượn mang em mà ồn xanh. Kể ngọn ngành thạch xanh mới hiểu ông anh hài mình. Tuy nhiên bản tính trời sinh bao dung độ lượng, quên mình vì tha xanh bèn an ủi cả nhà rồi thuật lại trần hàng ma. Vừa rồi thông giả thú mặt người, lại mồm năm lại miệng người trá điêu. Rằng nguy hiểm biết bao nhiêu, trăng tinh là vật vua yêu nhất đời. Thôi thì mau trốn đi thôi, vua mà biết được thì tôi mất đầu. Thạch xanh chân chết biết đâu, bèn trừ giá bạc trốn mau lên rừng. Và anh hàng rượu đi thọc, giác đầu trăng chạy đồng đồng về kinh. Gặp vua kề lễ công mình, rằng tài thế nọ, rằng tình thế kia. Thôi thì miệng cứ tia lìa, trò đời dây làm dở thì nói hay. Vua nghe dệt gió theo mây, cũng hớn hở tốt tươi thay mặt rồng. Bèn đem chức lớn mà phong, một danh đề đốc quay phong đẩy đà. Bây giờ công chúa ngọc ngà, một hôm ra dạo vườn hoa một mình. Bỗng đâu có lão yêu tinh bay ngang bắt gặp cái sinh trên đời. Bèn xà xuống cắp lấy người và bay đi tận xa vời mang thiên.
mất cô công chúa thiên tiên, nhà vua ra lệnh kiếm tìm khắp nơi. Lệnh truyền ai kiếm được người thì ngôi phò mã mười mươi sẵn dành. Lại nói về chàng thật xanh, từ lâu về chốn rừng xanh ân mình. Sợ vua bắt tội bắt tình, một hôm ngừng ngó trời xanh bạc ngàn. Chợt thấy một con đại bàng quắp một cô gái bay ngang qua rừng. Thạch xanh dội giá dương cung, mũi tên trung cánh chim lưng chừng trời. Và từng giọt máu rơi rơi, thạch xanh một già cứu người bám theo. Dù mau qua lũng qua đèo dần miệng hàng, đoạn tiếp tục sống lang thang trong rừng. Về phần quan lớn ly thông, sau khi công chúa thất tung vua bè. Lệnh cho y gắn công tìm, chi mà kiếm được vua bèn thưởng cho cái ngồi phò mã thơm tho, và về sau cả ngôi vua ngọt ngào. Lý Thông hận chí xiết bao, bèn bài mu mờ ra bao hội cho trăm họ đến xem nghe, để quân do thám tiễn bề phong thanh. Thế rồi ngày nọ thạch xanh nghe vua mở hội, yên quanh tinh bần. Bèn tìm đến gặp Lý Thông, chỉ thà kể hết tích tông đại bàng. Lý Thông mừng rỡ báo chàng, dẫn y tìm đến cửa hang cứu người. Cửa hang đã cao ngất trời, miệng hang còn thẳm bây giờ. Em hãy xuống trước để dò nông sâu, còn anh sẽ theo sau, đoạn cho linh thả dây vào miệng. Thật xanh dân lệnh mở đàn, lần dây xuống mãi cả ngàn thước sâu. Tới nơi mò mẫm hồi lâu, gặp công chúa đang ngồi đau phần mình. Hỏi thăm lão đại bàng tính, nàng rằng bị trúng tên linh chưa lần. Cũng may bị mũi tên hành, nên nàng mới giữ được mình trắng trong. Khúc nôi tình tử vừa xong, thật xanh bèn gọi Lý Thông để rồi.
lời dê buộc sẵn thú ngồi đưa công chúa thoát khỏi nơi giam cầm. Nết đâu bất nghĩa bất nhân đã đang tai lại nhân tâm giường này kéo dây chưa được một giây Lý Thông đã rút phân di cho đành để mình ơn chú thạch sanh dưới hang sâu đuối diện tinh đại bàng lại để giảng nghĩa bản vàng còn sai khiên đá bích hàng tức thờ. Đoạn kèn trong cử gian trời gã đưa công chúa giáng hồi về kinh gặp vua dệt ngược sự tình báo công xạo để mu dành lời to nói về công chúa bây giờ gặp bao hung hiền mù mô lật lường trong cơn sợ hãi đau thương tâm thần chấn động khiến đường quá câm thế là mặc sức Lý Thông tô rồng vẽ phượng với ông vua lành trở về với chuyện thạch sanh dưới hang sâu tất đụng tinh đại bàng lão tinh ý mạnh ngân ngang há hồng phun lửa những quan đốt người thạch sanh lão luyện phép trời ba mươi sao phép tuyệt vời thần thông hổ long một trận tư hùng cuối cùng đại bàn tinh quá xa ma ba nhạc búa chặt thành ba khúc rời diễn được tinh đại bàn rồi sẵn còn cứu được một người bị chính là thái tử Long Dương bèn đưa về tận quê hương thủy thề Long Dương cảm kính trăm bề bèn xin tặng cả kho kia ngọc vàng nhưng sanh chẳng cứng chẳng màng chỉ xin nhận một cây đàn cải chơi sông xuôi trở lại cõi người cây đa bên cũ đẹp lời quê rồi dùng của ấy bao du cho chàng khiến thạch sanh mắt hàm quang bị hoang ngu muội bắt giam gia hình
sanh đau đớn phận mình, bèn nâng đàn gầy khúc tình oan khiêng. Khúc đau như khúc trích tiền, bần khuân như dài thanh tuyền bóng lai. Khúc đầu như khúc trúc mài, danh cổ công chúa lấy ai bạn cùng. Một đời được mấy anh hùng, bỏ chi cá chậu chim lòng mà chơi. Tưởng rằng đàn để múa vui, ai hay đàn ấy ai đời đàn tiên. Tiếng trầm tiếng bỗng liên miên, lại thành ngôn ngữ nói lên vàng lời. Nghe tiếng đàn vọng bên trời, tốt nhiên công chúa bật lời nói lên. Xin vua cha hãy cho tìm người vừa gây khúc đàn tiên vào chầu. Gặp vua thạch kế đuôi đầu, mới hay cai kẻ một đứa sáu đội lốt tông vô nghi. Và tên tù mọt gông kia lại là một bậc nam nhi anh hùng. Vẹn tròn hai chữ hiếu trung, vua nghe vợ lẽ thẹn thùng xót thương. Bèn đem công chúa thiên hương gả cho hào kiệt phi thường thật thanh. Lại đem họ Lý giang manh giao cho phò mã mặc tình giết tha. Thằng xanh với lưỡng hải hà, bèn đem đạo lý thiết tha giải bài. Rồi truyền lệnh xuống tha ngay, mở dòng đơn ác tội này người tha. Nhưng trời lại chẳng bỏ qua, nên trên đường trở về nhà Lý Thông đụng ngay phải một cơn giông, rồi sát đánh xuống chết không kịp. Chuyện xưa ghi rõ tích tuồng, thạch sanh sao rút được luôn ngai vàng. Có điều chẳng để dên gian, chỉ là phương tiện cho chàng giúp dân. Dựng xây một nước vạn xuân, tự do hạnh phúc mười phần vẹn mười. Thạch sanh sự tích đạo trời, thạch sanh sự tích lòng người Việt Nam. Cho khế thì được trả vàng, trồng cây được hoa dẻo an được lành. Tiếng đàn kỳ diệu thật sanh, từ ngàn xưa đã xây thành Thăng Long. Để cho đẹp cõi tiếng rồng, cõi tâm linh cõi sắc không tuyệt vời.
nhịp con tim đập rạp rào, bước ta những bước ta đi vào phương nào. Cùng mẹ liễu hành đoan trang, ta đi những bước sơn sang ngọc hài. Đi từ Nam Định Phú dày đền sông Thanh Hóa của dòng thơ mộng sông Hương, nơi điện hòn chén trầm hương ngọc ngà. Vào Nha Trang gặp Nữ Ga, đến Tây Ninh gặp Điện Bà Đen Thiên. Linh Sơn Thanh Mẫu rồi lên núi Sam Châu Đốc Mẹ Hiền phương Nam. Gọi Bà Chúa Sứ núi Sam, bao nhiêu tao ngộ trên đàn hóa thân. Bấy nhiêu tâm thức cộng đồng của dân Lạc Việt thờ chung Mẹ. Rồng tiên thần tiên thánh Phật đẹp miền tâm